Hỏi trong ba cõi trời thanh tịnh diệu, cớ sao chỉ niệm trời ở cõi dục? Đáp trong pháp thanh văn nói niệm trời là chỉ trời cõi dục, còn trong pháp đại thừa nói niệm trời là niệm hết thảy trời trong ba cõi. Hành giả khi chưa đắc đạo hoặc tâm đắm trước năm dục của nhân gian, niệm Phật hay niệm trời, nếu dứt được dâm dục thời sanh lên hai cõi trên, nếu không dứt được dâm dục thời sanh trong cõi trời lục dục. Trong đây có dục tế diệu thanh tịnh. Phật tuy không muốn con người sanh trở lại thọ hưởng năm dục, nhưng có chúng sanh không thể vào niết bàn, nên vì hạng chúng sanh ấy mà dạy niệm trời. Như con quốc vương đứng ở chỗ cao vút hiểm nguy không thể cứu hộ, muốn tự nhào xuống đất, vua sai người trải nệm bông dày, rơi thời không chết, lành lặn trong khi rơi xuống đất. Lại nữa, có bốn loại trời là danh thiên, sanh thiên, tịnh thiên, tịnh sanh thiên. Danh thiên là quốc vương gọi thiên tử, sanh thiên là từ tứ thiên vương cho đến trời phi hữu tưởng phi vô tưởng. Tịnh thiên là các thánh nhân trong loài người, tịnh sanh thiên là các thánh nhân sanh trong chư thiên ở ba cõi. Đó là Tu Đà Hoàn, Gia Gia, Thiên Gia Gia, Nhân Gia Gia, Từ Đà Hàm, Nhất Trụ, Nhất Lai, hoặc ở trên trời chứng được quả A Na Hàm, A La Hán. Tịnh sanh thiên ở trong sắc giới có năm bậc A Na Hàm, không còn trở lại cõi dục mà ở ngay tại đây chứng được A La Hán. Ở cõi vô sắc có một bậc A Na Hàm, lìa cõi sắc sanh cõi vô sắc. Ở tại đây tu đạo vô lậu chứng A La Hán mà vào niết bàn. Niệm hai loại trời sanh thiên và tịnh sanh thiên như vậy gọi là niệm thiên. Niệm hơi thở ra vào như trong kinh thiền nói. Niệm chết có hai cách chết là tự chết và do nhân duyên bên ngoài làm chết. Hai cái chết này hành giả thường nhớ nghĩ, thân này nếu bên ngoài không giết thì chắc chắn nó cũng sẽ tự chết. Như vậy đối với pháp hữu vi không nên sanh tâm tin là không chết, dù trong khoảng gảy móng tay. Thân này trong mọi thời đều chết, không đợi già, không nên ỷ vào cái thân đủ thứ ưu não hưng suy này. Sanh tâm mong an ổn không chết, người ngu mới sanh tâm ấy. Bốn đại đất nước gió lửa trong thân đắc hại lẫn nhau, giống như người ôm hòm gián độc, cớ sao người trí cho là an ổn? Nếu hơi thở ra bảo đảm sẽ thở vào, hơi thở vào bảo đảm sẽ thở ra, ngủ sẽ trở lại thức, đều là việc khó quyết chắc. Vì sao? Vì trong ngoài thân có nhiều oán, như nói hoặc ở trong thai chết, hoặc khi sanh ra chết, hoặc khi tuổi lớn chết, hoặc khi già đến chết, cũng như quả khi chín đủ duyên làm rơi xuống hãy cầu xa lìa khỏi. Thứ oán tặc chết dữ, giặc này khó thể tin, bỏ thời được an ổn. Giả sử người đại trí, sức oai đức vô thượng, không trước cũng không sau, hiện tại không ai thoát, cũng không tự tạ khéo hay cầu xin được thoát, cũng không chỗ chống đỡ có thể được thoát khỏi, cũng chẳng phải giữ giới tinh tấn mà thoát được. Giặc chết không thương xót, khi đến không chỗ tránh. Vậy nên hành giả không nên ở trong thân mạng vô thường mong manh mà tin tưởng mong cầu sống mãi. Như Phật dạy ý nghĩa tưởng chết cho các tỳ kheo, và có một tỳ kheo trạch vai áo bên phải bạch Phật: con có thể tu tưởng chết. Phật dạy: ông tu thế nào? Tỳ kheo thưa: con không hy vọng sống quá 7 năm. Phật dạy: ông là tỳ kheo phóng dật tu tưởng chết. Có một tỳ kheo thưa: con không hy vọng sống quá 7 tháng. Có tỳ kheo thưa: 7 ngày. Có vị thưa: 6, 5, 4, 3, 2, 1 ngày. Phật dạy: các ông đều là tỳ kheo phóng dật tu tưởng chết. Có tỳ kheo thưa: từ sáng đến bữa ăn ngọ. Có tỳ kheo thưa: trong khoảng một bữa ăn. Phật dạy: các ông đều là tỳ kheo phóng dật tu tưởng chết. Một tỳ kheo khác trạch vai áo bạch Phật: con đối với hơi thở ra không mong thở vào, hơi thở vào không mong thở ra. Phật dạy: đây mới là tỳ kheo không phóng dật thật tu tưởng chết. Hết thảy pháp hữu vi niệm niệm sanh diệt ngưng trụ rất ngắn, giống như huyễn thuật, dối gạt kẻ vô trí. Hành giả do các nhân duyên như vậy niệm tưởng chết. Hỏi: pháp là thầy của chư Phật ba đời, cớ sao niệm Phật trước niệm pháp? Tám niệm ấy vì sao có thứ lớp? Đáp: pháp tuy là thầy của chư Phật ba đời mười phương, song Phật diễn nói ra pháp ấy công đó rất lớn. Ví như núi báu ở trong núi tuyết, trên trong núi báu có ngọc báu như ý, có nhiều thứ bảo vật. Người muốn leo lên hoặc chỉ nửa đường trở lui, hoặc gần đến trở lui, có một đại đức quốc vương thương xót chúng sanh, làm cho cái thang lớn, nhân dân lớn nhỏ cho đến trẻ con 7 tuổi đều được lên núi, tùy ý lấy ngọc như ý và các bảo vật.
Phật cũng như vậy, núi báu thật tướng các pháp ở thế gian, 96 thứ dị đạo đều không thể có được, cho đến Phạm Thiên Vương cầu thật tướng các pháp cũng không thể được, huống gì các người khác. Phật đem tâm đại từ bi thương xót chúng sanh, đầy đủ 6 ba la mật được hết thảy phương tiện trí tuệ, thuyết ra 12 bộ kinh, 84.000 cái thang pháp tụ. Nhờ đó các tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất, Bồ Kiền Liên, Đại Ca Diếp cho đến Sa Di Đô Ma 7 tuổi đều được các pháp vô lậu năm căn năm lực, bảy sắc phẩm, tám thánh đạo, thật tướng tuy diệu mà hết thảy chúng sanh đều phải nhờ ơn Phật mới chứng được. Do vậy nên niệm Phật trước rồi tiếp niệm pháp, niệm tăng, tăng theo lời Phật hiểu được pháp, cho nên tăng ở vào thứ ba. Các người khác không thể hiểu, tăng có thể hiểu được nên xưng là bảo. Báu ở giữa loài người ấy là Phật, báu ở giữa pháp của 96 thứ dị đạo ấy là Phật pháp, báu ở giữa hết thảy hội chúng ấy là tăng. Lại nữa, do lời Phật nên có pháp xuất hiện thế gian, do lời pháp nên có tăng hay giả niệm. Ta làm sao có được pháp bảo? Chỉ có được từ trong tăng số, cần trừ bỏ tất cả nghiệp ác thô tế nơi thân và miệng. Cho nên tiếp theo nói về niệm trì giới. Lại nữa, làm sao để phân biệt bảy chúng? Chỉ có giới mà phân biệt, muốn trừ tâm ác phá sang tham nên niệm xả thí, muốn cho người thọ pháp được vui nên phá sân nhuế, nên làm phước được quả báo nên phá tà kiến. Ở pháp trì giới bố thí thời là ở trong 10 thiện đạo và lìa 10 bất thiện đạo. 10 thiện đạo có hai quả, nếu hành 10 thiện bậc thượng thời được sanh trong cõi trời tịnh thiên, nếu hành 10 thiện bậc trung thời được sanh thiên. Do vậy nên tiếp sau giới và thí là niệm thiên. Hành thiền định thời được hai loại trời, dứt các ác giác, chỉ nhóm thiện pháp nhiếp tâm một chỗ, cho nên niệm thiên. Tiếp đến niệm hơi thở ra vào, niệm hơi thở ra vào dứt được các ác giác như mưa ngầm bụi, hơi thở ra vào biết thân mong manh. Do hơi thở ra vào mà thân được tồn tại, cho nên tiếp theo niệm hơi thở ra vào là niệm chết. Lại nữa, hành giả hoặc thời ỷ có bảy niệm rồi đắm công đức ấy, sanh tâm giải đãi khi ấy nên niệm chết. Việc chết thường ở trước mắt, làm sao giải đãi đắm theo pháp ái ấy, như tôn giả A Na Luật nói trong khi Phật diệt độ. Pháp hữu vi như mây, người trí không nên tin, kim cang vô thường đến phá núi. Vua Thánh Chúa là thứ lớp tám niệm. Hỏi, đó là nói tám niệm cho pháp thanh văn với tám niệm của Bồ Tát có gì sai khác? Đáp, thanh văn chỉ vì tự thân, còn Bồ Tát thì vì hết thảy chúng sanh. Thanh văn chỉ vì giải thoát giả bệnh chết, còn Bồ Tát thời vì khắp đầy đủ tất cả công đức, đó là sai khác. Lại nữa, ở trong đây Phật cũng dạy, Xá Lợi Phất, Bồ Tát không chú pháp mà chú trong Bát Nhã Ba La Mật nên đầy đủ đạt Ba La Mật cho đến đầy đủ tám niệm, vì là không thể có được bất khả đắc. Ban đầu có không chú pháp, sau có bất khả đắc, có hai ấn đó, do vậy nên khác. Nghĩa không chú và bất khả đắc, có hai ấn đó, do vậy nên khác. Nghĩa không chú và bất khả đắc, như trước đã nói. Hết cuốn 22 theo bản Hán.